Nếu mà thật sự muốn thay, hãy thay đồ xịn. Chứ còn nếu mà thay RCB hay là những cái đồ Nissin ngoài chợ, nói chung là có rất nhiều cái hàng giả bây giờ lởm ngởm ngoài đường á. Về vẫn bó ben như thường thôi. Bản thân mình đã làm 4 5 chiếc anh em thay RCB rồi, Nissin rồi, chạy qua mình cũng bó phanh như thường. Đây, đừng chửi Đấy. xéo vậy anh, đau đau Đây. em đau á. Phá gì vậy mày? Xe tao cũng cà phê, xe cà phê. Gặp xe là phải hứng chứ ba. Xin chào 500 anh em của autopress.vn nha. Thì mình là Lát ST. Thì bản thân của mình là cũng là một người sử dụng một con xe Bridgestone luôn. Thì ngày hôm nay là mình muốn truyền tải đến cho anh em về cái kinh nghiệm của người dùng như mình. Mà ngoài bên cạnh đó thì ngoài ra thì kinh nghiệm của một người thợ sẽ truyền đạt đến cho anh em. Là anh Duy bên đây nè. Đó, là anh Duy bên đây, chào anh nè. Thì bản thân mình cũng là một người sử dụng con cà phê Racer màu đỏ luôn. Chiếc này là chiếc Dash của 2018. Thì con xe mình là Dash 2019, cuối năm 2019 luôn. Riêng về con xe của mình thì chạy giờ được 30 mấy ngàn cây luôn. Nhưng mà đối với con xe này thì đây là một con xe chùm mền. Nhưng mà mình nghĩ phần này sau khi các bạn nhìn thấy trong cái clip này thì các bạn sẽ thay đổi suy nghĩ, đâu phải là xe chùm mền thì nó sẽ gọi là xe tốt, đúng không? Ok anh Duy, thì xe này khách gửi lên từ đâu vậy anh? Nói chung là khách gửi lên từ ở miền Tây. Còn cái địa điểm như thế nào thì mình hơi gọi là bảo mật cái thông tin cho khách, cho nên là mình cũng không có nói chính xác cái địa điểm. Tuy nhiên như là ST cũng có nói, đây là xe chùm mền. Để mình chỉ cho anh em coi nó không hư cái gì và nó hư cái gì. Thì đầu tiên xe chùm mền có nghĩa là xe không lăn bánh. Bánh nó sẽ không hư. Đúng không? Đúng. Bánh gai rất còn ngon lành. Nè anh em nhìn nè, những cái gai ở đây cái độ cao, độ dày của nó khá là nhiều, mà trong khi của mình bây giờ nó mòn hơn này xíu, nó chỉ còn có 2/3 thôi. Chùm mền thì không lăn bánh, bánh không hư, không mòn. Thứ hai thì từ bánh lên đi, heo dầu là bộ phận quan trọng để mà an toàn cho anh em đi, đúng không? Thì đây là tình trạng của heo dầu khi chùm mền. Heo này thì vẫn xài được nha, nhưng đây là cái để giúp cho con heo dầu hoạt động, con ben dầu. Ben dầu thì tình trạng của nó là kẹt ben hoàn toàn, bởi vì lượng dầu không được lưu thông và nó sẽ tạo ra ten nữa, ten ở bên trong cái ti ben. Đồng thời cứng bó ben. Nhưng mà thường mấy anh em cứ bảo là thay ben CBR, thì mình nói thật với anh em không cần thay CBR. CBR tùy theo cái sở thích của mọi người thôi, cơ chế hoạt động nó vẫn như nhau. Khắc phục tình trạng này chỉ là thay ti ben và kết thúc. Kế tiếp là nói về máy móc thì đương nhiên máy móc nó sẽ không hư. Tuy nhiên là khi mà anh em muốn nổ máy thì điều đầu tiên em cần phải làm là thay nhớt trước đã. Thay nhớt trước nha. Rồi xong muốn làm gì đó là. Chứ còn không thay nhớt mà cứ đổ xăng vô xong làm cho nó nổ đi, anh em không biết được cái khoảng thời gian đậu bao lâu và nhớt còn nhiều hay ít. Và cái cấp nhớt cũng như những cái phụ gia trong nhớt nó còn đảm bảo để bôi trơn cho con máy này hoạt động hay không. Thì đầu tiên khuyên anh em là thay nhớt trước. Sau đó hãy làm gì đó thì làm. Thì nói chung nói về xăng thì mình trong xăng á, mình sơ lược thôi, nó có những cái thành phần phụ gia. Đấy thì những cái thành phần đó là ABC gì đó thì cũng nhà sản xuất mình không nắm một cái chính xác. Tuy nhiên nó là nói về khoa học thì đương nhiên xăng cũng là một cái dạng chất lỏng bay hơi, tuy nhiên nó không phải là bay hơi hết hoàn toàn. Chính xác. Nó sẽ có để lại một cái lượng gọi là phụ gia cặn khi mà anh em không đốt cháy. Và nó nằm ở đâu? Nó nằm trong cái kim phun. Thì khi mà lâu quá, lâu ngày, lâu tháng, lâu năm anh em không nổ máy thì đương nhiên cái lượng cặn đó nó sẽ nằm trong kim phun và nó gây nên tình trạng như thế nào. Khả năng cao nhất là nghẹt kim phun. Hai là hỏng hoàn toàn kim phun. Thì mình có thể khắc phục bằng cách mình thay kim phun. Hoặc là mình vệ sinh lại nếu như nó vẫn còn ổn định, nó vẫn còn xài được. Xét riêng nhà ngoài nè. Anh em nghĩ là chùm mền không hư thì đây anh em nhìn dàn nước sơn đầu tiên. Đây là dàn nước sơn đen. Diêm của xe nó không phải là cái màu đen này. Nó đen hoàn toàn. Nhưng mà khi anh em nó bạc luôn rồi. Nó trở nên bạc luôn bởi vì đậu chùm mền là màu đen, nhưng mình vẫn phải bảo dưỡng nước sơn của nó. Thứ hai là ốc.
có dấu hiệu rỉ sét hoàn toàn. Đây, đây, cho anh em coi nè. Những con ốc ở bên khúc bên này giờ nó tan, bắt đầu nó tan, nó rỉ sét hết rồi nè. Và trong tình trạng này, thứ nhất là Việt Nam của mình á là nước nước mà nó gọi là có độ ẩm khá là cao, cho nên cái việc rỉ sét của những con ốc này nó cũng sẽ rất là nhanh. Cho nên á, việc mình cần phải có, nói chung là theo anh, kinh nghiệm của anh thì mình nên sử dụng những cái loại phụ gia hay là những cái loại chất liệu như thế nào để mình xịt lên để bảo dưỡng nước sơn được không? Thực ra phụ gia về bảo dưỡng á, nó cũng chỉ là một cái thành phần để giúp mình hạn chế bớt những cái vấn đề gọi là rỉ sét thôi. Và cái cách dân dã nhất, khuyên anh em luôn, anh em chỉ việc ra lấy nhớt quẹt hết tất cả con ốc, quẹt hết chiếc xe luôn rồi anh em tự mình, thì cái dấu hiệu rỉ nhớt, cái rỉ sét đó nó sẽ hạn chế rất nhiều. Và khi mà anh em muốn lấy ra chạy lại, anh em có thể là chỉ cần rửa sạch sẽ rồi vệ sinh này nọ, rồi nổ máy lên thay nhớt nhau anh em chạy thôi. Đúng luôn, là đối với em á thì đã đụng đến kim loại thì chắc chắn thì anh em sẽ bị một cái điều, đó chính là bị oxy hóa, thì nó dẫn đến tình trạng rỉ sét. Thậm chí anh Duy nhìn nè, cái cọng sên này bây giờ mặc dù nhớt nó vẫn còn nè, mà anh thấy không, cái dĩa mà hầu như cái cốt ở trong đây em thấy nó sét ten hết sạch trơn luôn. Cọng sên này bây giờ coi như là dục đi rồi, chạy cực kỳ nguy hiểm luôn. Thì giá dao động theo anh thì một bộ nhôm sinh dĩa mình thay hết tầm bao giá, nhiêu giá anh? Nó cũng có rất là nhiều giá, và nó tùy theo cái khả năng kinh tế của người dùng. Bây giờ đối với những thứ mà quan trọng và đụng đến trục chuyển động của xe thì em nghĩ cái, thì bộ nhôm sinh dĩa tốt nhất bây giờ hiện tại giá bao nhiêu dành cho Bridgestone luôn? Vô tầm khoảng 1 triệu. Ờ, 1 triệu, 1 triệu. Mấy anh em chơi piston, mấy anh em thường hay là than thở vấn đề là nhôm sinh dĩa nó mau hư quá. Đúng rồi. Nó nhanh, sơn nó nhanh giãn quá. Đúng rồi, một năm của em giờ chơi tới 2+ rồi đó. Nhưng mà vấn đề là ở đâu, là ở tại vì cái con xe này á, người ta gọi nó là sơn trần. Tức là nó không có những cái hộp bảo vệ giống như quay riêng ngày xưa mà có cái hộp bảo vệ đất cát á, để cho nó đỡ cái vấn đề gọi là ma sát hao mòn, bởi vì cái đất cát nó sẽ nhét vô dây sơn. Đấy, thì khi mà anh em chơi sơn trần, anh em muốn cho bộ nhôm sinh dĩa của mình nó bền, anh em phải sao vệ sinh sạch sẽ thường xuyên trong vòng khoảng tầm 3-4 ngày tùy theo cái môi trường anh em đi. Ở nơi đó là nó khí đất cát của nó hay là khí hậu nó như thế nào, nó có nhiều đất cát hay không, bụi bặm hay không, anh em có lội nước hay không. Đấy, thì anh em cứ vệ sinh sạch sẽ xong rồi là bôi trơn nó lại, dưỡng nó lại thì anh em đi sẽ rất lâu. Còn mà cứ mà chạy cho đến khi nào nó hư thì đương nhiên nhé, nói thật với anh em, một năm anh em thay 10 sợi. Nãy giờ mình chê xe này cũng nhiều rồi, thì bây giờ mình sẽ có những cái gọi là khen về nó. Ok. Để cho nó có tính công tâm tí xíu, không phải là lúc nào nó cũng dở. Đây là con Bridgestone mà anh em thường hay bảo là xe Trung Quốc các kiểu là nó hơi dở này nọ. Thì đây, cái đầu tiên nè, dàn nước xi. Tuy là đậu khá lâu, ốc ác cũng có khả năng hoang rỉ hết toàn bộ. Tuy nhiên anh em để ý, nước xi vẫn rất đẹp, chưa hề có dấu hiệu bong chóc. Đúng không? Đúng rồi. Mình chỉ cần lau, rửa sạch sẽ là nó sẽ rất đẹp. Ừ. Đấy, là nước xi. Bô xe tuy là cũ nhưng đảm bảo sau khi rửa sẽ rất đẹp. Ken sa beng luôn đúng không anh? Có một cái điều rất là hay đối với những cái nước sơn của inox như vậy nè, thì anh em có thể xài mua cho mình nó một chai Metamolit. Anh em đánh lên một cái là coi như là anh em soi gương và coi như thấy mặt của anh em luôn. Đó là mặt tốt của nó. Ừ. Cái gì nó cũng có hai mặt. Đúng rồi. Lạm dụng nó sẽ không tốt. Đó là bản chất nó là ăn mòn. À. Anh em lạm dụng nó đánh thường xuyên mỗi ngày thì chắc chắn cái lớp xi này nó sẽ mòn đi. À. Đấy, cho nên mình hạn chế khi nào thật cần thiết, ví dụ như là mình bị dính những cái nhựa đường hoặc là những cái loại tạp chất, gọi là tạp chất đi khó lau chùi thì có thể sử dụng nó. Để tình trạng không hoạt động thì cả tháng trước cũng vậy, tương tự như tháng sau, ben dầu hoàn toàn hư. Đây là ti ben của tháng trước hoàn toàn hư hỏng. Thì cái này cũng không gọi là quá đắt đỏ hay là khó khăn gì khi mà anh em sửa chữa cả. Thay nguyên một lượng ben dầu này chẳng có bao nhiêu tiền. Nhưng mà nếu mà cứ để cố gắng sửa lại xong rồi đi, bản thân nó đã hư, mình sửa lại chắc chắn nó chỉ là một cái giải pháp tạm thời. Đúng rồi. Và cái độ đảm bảo an toàn cũng không ổn định lắm, thì khuyên anh em nên thay cả bộ, không có nhiêu tiền hết đó, rất rẻ. Đừng tiếc tính mạng của mình đó anh em ơi. Một cú bóp thắng có thể đi rất xa, mình nhớ được đó. Sơ lược là như vậy, nhưng mà chắc chắn một điều là các con cảm biến là
là những cái mà anh em cần phải để ý trên xe này, hay là những cái xe của anh em cũng vậy tương tự. Các anh em sau một khoảng thời gian chùm mền rất lâu đồng ý là không sử dụng, tuy nhiên cảm biến khả năng rất cao hơn xe hỏng. Nó hỏng không phải là bởi vì mình chạy hay là bởi vì mình không chạy, mà nó hỏng bởi vì mình đậu lâu ngày. Và những cái gọi là cái những cái oxy hóa nằm ở trong nó làm cho cái con cảm biến nó bị oxy hóa và nó bắt đầu sẽ truyền tín hiệu sai về ECU. Sai hết hoàn toàn thông số, sẽ làm xe anh em khả năng chạy lực bục không ngọt ngào, mà có thể tắt máy, mất RAM đi chẳng hạn. Nói chung là cái đó về chuyên sâu về máy, mình sẽ có những cái clip sau để mình hướng dẫn anh em khắc phục nó như thế nào, tình trạng của nó như thế nào. Chứ còn bây giờ mình chỉ sơ lược thôi, nếu chuyên sâu quá thì rất là mất thời gian và mất rất lâu, rất lâu. Ok, vậy thì mình tiếp theo đến cái phần phục đi. Theo anh thì phục trước phục sau thì xe này chùm mền á, anh thấy về cái độ nhúng của nó còn đạt chuẩn ok không? Nó rất rất là ổn. Bởi vì thực chất phụ tùng cũng như là phục bộ giảm sóc của xe này nó rất ổn, nó rất là ngon. Chỉ có điều nó cũ ở bên ngoài thôi. Nó cũ bên ngoài thôi. Cũ nước sơn thôi đúng không anh? Nếu anh em nhìn dễ biết, đây là con phục trước, gọi là cái bộ giảm sóc trước của xe. Thì đầu tiên nè, nước xi rất còn đẹp, không hề có dấu hiệu xước, thậm chí ở đây có bảo vệ đấy, cho nên là nó cũng không hề xước xiết gì trong đây đấy, thấy không? Nước sơn quá đẹp, dám nói là đồ giỡn đâu, không xì dầu. Anh chắc thử coi bên kia nó còn có bị xì dầu không anh, tại vì nếu như phục để lâu cũng có nguy cơ bị xì dầu, chứ không phải là bạn nhúng thường xuyên hay là chạy nhiều nó sẽ xì. Đó, cái này là cái phốt cao su. Phốt cao su thì cái gì gọi là cao su thì nó sẽ có độ giãn nở theo thời gian, nó sẽ có những cái độ chai lì và nó không có khích hơn phụ nữa. Đúng rồi, nó sẽ làm cho xì khó. Cái đó khắc phục cũng khá đơn giản, mình chỉ việc thay phốt, cân đo lại độ nhúng của nó. Ui chà, cái độ rơ của côn nè, anh em nhìn nè, lát vừa mới phát hiện ra ốc bây giờ nó bung lên luôn rồi. Đây chứ đâu phải chùm mền là ngon đâu anh em. Bung lên nè, bóp thì cứng ngắc, là cảm giác cái nồi nó không đi luôn, rít 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 rít. Do cái dây côn mình không vệ sinh, nó không bôi trơn. Thì ra là bắt đầu ở bên ngoài thì nhìn đẹp đấy, bên trong nó sẽ bắt đầu cộng dây côn của nó, những cái dạng như cáp bắt đầu bị rỉ sét. Rồi thì sơ lược vậy thôi, nhưng mà còn một cái vấn đề mình xin nhắc lại, khá là nhiều anh em sẽ đồng tình với mình về cái chuyện này, cũng sẵn nói cho những anh em chưa biết luôn. Thì mình quay trở lại vấn đề cái thắng. Bộ thắng xe này ở trên thị trường có rất là nhiều cái thương hiệu của anh em lựa chọn. Đúng rồi. Rambo, Nissin, RCV. Đó là những cái thương hiệu mà quen thuộc đối với anh em, mà anh em thường hay lựa chọn gắn cho mình. Đúng rồi. Thì cá nhân mình thì mình không đánh giá về những cái thương hiệu đó, tại vì tùy theo cái sở thích của anh em, tùy theo cái vấn đề túi tiền, kinh tế của anh em mà anh em chơi thôi. Đúng rồi. Tuy nhiên mà đối với bản thân mình, đó là con xe thuộc dạng Classic. Classic đây không phải là cái tên hay là gì, nhưng mà người ta gọi nó là một cái dáng dấp khá là cổ điển. Nó là một cái form đúng không? Đúng rồi. Thì những cái chi tiết mà bên dầu hay là heo dầu người ta thiết kế theo cái form đó, nó tạo cái nét đẹp cho con xe. Tuy nhiên mà anh em đi, anh em cá nhân hóa con xe của mình, anh em có thể thay thế những cái thương hiệu anh em muốn. Đó gọi là custom đó anh. Nếu anh em có tiền, còn nếu như anh em muốn giữ dáng thuần luôn, thuần của nó, thì khuyên anh em đừng thay những cái như là RCB, Nissin này nọ, vừa tốn kém, nhưng mà cơ chế hoạt động nó cũng như chất lượng nó như nhau cả. Chỉ có đặc biệt là những cái thương hiệu xa xỉ như Rambo nó sẽ có sự khác biệt. Khác biệt rõ ràng, đầu tiên là về giá cả, chất lượng nè, chất lượng. Và nếu có bó phanh thì thật sự rất dễ khắc phục, chứ không có khó mà đừng có thay những cái đồ tạo ra. Nếu mà thật sự muốn thay, hãy thay đồ xịn. Chứ còn nếu mà thay RCB hay là những cái đồ Nissin ngoài chợ, nói chung là có rất nhiều cái hàng giả bây giờ lởm ngởm ngoài đường á, về vẫn bó phanh như thường thôi. Bản thân mình đã làm 4-5 chiếc anh em thay RCB rồi, Nissin rồi, chạy qua mình cũng bó phanh như thường. Đây, đừng chửi xéo vậy anh, đau. Em đau á. Đây là bó tháng trước mọi bó đấy. Cứng ngắc luôn đó. Sau một năm sử dụng, điều đầu tiên anh em cần phải làm sau một năm hoặc là 6 tháng, nếu anh em kỹ, anh em thay hết toàn bộ
cái nước dầu dầu thắng. Và trên cái con dầu thắng người ta sẽ có những cái thông số là anh em nên xài dầu đó mấy. Anh em cứ thay như thế và thay mới hết toàn bộ. Một thông tin khá là hữu dụng. Là rẻ tiền, không có mắc tiền. Một bình dầu thắng đo đủ như thế này anh em mua có mấy chục ngàn thôi. Rồi hiện tại thì em thấy mình nói cái dàn ngoài hơi bị nhiều rồi. Thì theo anh thì những cái dàn cốt á đó, đây là những cái trục khuỷu chuyển động nè, những cái dàn cốt nó giống như là những cái bạc đạn này, thì anh thấy cho dù mặc dù xài bạc đạn SKF á, thì anh thấy hiện tại những cái bạc đạn này vẫn còn xài tốt không anh? Vẫn còn xài rất tốt. Đấy. Không hề có dấu hiệu là rơ hay là kêu gì cả. Ok. Nói về bạc đạn thì đây là cái phần quan trọng là bạc đạn cổ. Đồng ý là bạc đạn cổ thì thường đó thì nó sẽ không nổ hốc trừ khi nào anh em gọi là lâm đụng té ngã. Tuy nhiên lời khuyên của mình thì cũng tầm khoảng 6 tháng anh em nên mở ra bôi trơn lại bạc đạn, bởi vì nếu nó nằm ở đây thì nắng mưa, nước mưa, thậm chí anh em rửa xe nước nó vẫn sẽ lòn vô và nó làm trôi đi một lượng mỡ bò hay là cái lượng bôi trơn ở trong đó khá là đáng kể. Và lâu ngày nó sẽ gây nên tình trạng là xét bạc đạn và cái cổ xe nó sẽ không được bẻ lái trơn tru. Thì bây giờ mình chuyển xuống phần cục máy đi, có lẽ đây là phần mà nhiều người muốn nghe nhất. Với những cái con xe mà chùm mền như vậy thì chắc là anh Duy gặp không ít con. Thì những cái cục máy trong một cái thời gian như vậy thì nếu mà không hoạt động thì nó có bị gây ảnh hưởng gì không anh? Thật ra không hoạt động nó cũng không ảnh hưởng quá là nhiều, nó sẽ có ảnh hưởng ở một cái mức độ nhất định. Và cái phần ảnh hưởng đó đến từ dầu nhớt. Thì khi mà anh em không nổ máy, tức là cái lượng nhớt ở trong nó không có được chảy đều trong máy. Có một số bộ phận hoàn toàn không có nhớt. Đúng rồi. Đấy, thì cái điều quan trọng nhất là bây giờ mình mới nói là trước khi anh em muốn nổ máy hay muốn làm gì đó sau một khoảng thời gian đậu lâu, điều đầu tiên anh em cần phải thay nhớt để đảm bảo cho cái độ bôi trơn của máy khi mà mình khởi động nó hoạt động, nó bôi trơn những cái chi tiết ở bên trong, nó không hư hỏng. Chẳng hạn như quan trọng là lớp bích tông bạc và cái dên của nó là những cái chi tiết cần phải bôi trơn nhớt, phải nói là cực kỳ cao đó, nó mới đáp ứng được cái vấn đề nổ máy. Còn riêng về con xe, cục máy của xe này thì đồng ý là bên ngoài nó phải bụi kỹ, bụi bặm, dầu chóc. Tuy nhiên là khá là cho bò. Giờ tổng kết lại đó chính là bộ nhông sinh dĩa nè, hai con heo dầu nè, thắng nè, nước dầu thắng ở trong đây nữa nè. Ngoài ra bây giờ chắc xe này cần cải thiện thêm là thay luôn cả cái tay côn là mòn nè. Bây giờ cái này nó bị rơ quá rồi. Cái phần lỗ cốt nè anh em thấy không, nó mòn. Thay vì mình ta lỗ tròn nhưng mà bây giờ nó trở thành cái lỗ bầu dục luôn rồi đó. Anh em bị rơ côn hay không, anh em chạy côn nó có bắt hay không, thì cái đây là bộ phận nó cũng ảnh hưởng khá là nhiều nè. Mình là người ảnh hưởng hư nồi đó, hư nồi, bị cháy bố nồi cũng gì, chỉ vì một cái này thôi. Cái này thay đâu có chưa tới 200 ngàn, tầm có 150 thôi mà nó đảm bảo cho bộ nồi của anh em. Thử đi anh, việc còn lại là của anh. Ơi xe này kỳ ha. Bình thường là xe em mở lên nó sẽ nghe cái tiếng là e của bơm nhớt, mà nhớt nó không kêu luôn nè. Bơm nhớt nó không kêu nè. Bơm xăng chứ, bơm xăng. Mình phải để khoảng tầm 1 phút. Trời. Mở lại. Rồi rồi rồi. Chắc nó nổ rồi. Gió xăng mạnh. Cái này thì nó sẽ nổ. Đâu, thì bây giờ là ảnh sẽ xử lý trong bộ phận ECU đúng không? Mình phải có máy. Rồi mình phải xem nó sẽ là báo cho mình biết xe hiện tại đang gặp tình trạng gì, tại sao nó không nổ. Đây là cái quan trọng để cho anh em sửa xe. Nhưng mà mình không cho anh em coi đâu. Chưa. Sửa xe nó sẽ báo cho anh em biết là xe anh em tình trạng đang bị cái gì. Nhưng mà nó cũng chỉ là một cái máy. Nó dựa hơn kinh nghiệm, nó dựa theo kinh nghiệm của anh em nhiều hơn. Dựa theo kinh nghiệm của người thợ. Tại vì nó sẽ báo, đôi khi là nó sẽ báo sai. Đấy, tất cả những cái sai đây không phải là máy sai mà là do trên con xe này tất cả mọi bộ phận nó đều liên kết với nhau. Giống như thằng A liên kết thằng B, thằng C, thằng C này nọ. Đấy, thì khi mà thằng A nó hư thì những thằng khác nó cũng sẽ có vấn đề. Thì đôi khi con máy nó sẽ báo là tất cả đều có vấn đề hết. Thì anh em cái quan trọng là anh em phải lấy cái kinh nghiệm mình ra, biết được cái vấn đề của nguyên cái đám này là bởi vì thằng nào. Chứ không phải anh em cứ căn bản vô máy mà sửa.
Thì hiện tại thì cũng đã sắp Tết rồi, thì đây cũng là một con xe điển hình mà mình cũng muốn truyền tải kinh nghiệm đến cho anh em. Thì anh em những bộ phận chi tiết nào mà anh em đã ngâm lâu quá, và cũng như là cách bảo dưỡng, cũng như là những cái thông tin nãy giờ mà lát với anh Duy có truyền đạt với anh em á, thì anh em nhớ bảo dưỡng kỹ nha. Dù xe chạy hay là những con xe chùm mền thì anh em cũng phải lưu ý những điều này. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip này nha. Hẹn gặp lại anh em những clip sau. Và nếu như có những kinh nghiệm gì về dòng xe này nữa thì mình sẽ làm thêm cho anh em xem. Nhớ đón xem. À, đừng quên là anh em nhớ bấm subscribe và nhớ bấm thêm cái chuông nữa nha, để nhận thông báo mới. Một lần nữa xin chào anh em.